Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý bà chị em ở trong một buổi chiều Chủ nhật tốt lành ở trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa! Lời của Chúa Giêsu Ngài đã phán ở trong Giăng đoạn số 16 câu 33 rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa! Lời của Chúa Giêsu Ngài hứa rằng là tất cả những cái sự hoạn nạn mà chúng ta có thể đối diện ở trong thế gian này, chúng ta hãy vững lòng tin cậy nơi danh của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được sự thắng, và chúng ta có thể vượt qua được những hoạn nạn, những khó khăn, thậm chí là những sự khủng hoảng ở trong cuộc sống của chúng ta. Buổi chiều nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề, đó là làm thế nào khi gặp khủng hoảng. Thưa quý bà chị em là người tin Chúa và theo Chúa, chúng ta biết chắc một điều rằng con đường chúng ta đi theo Chúa không phải là con đường dễ dàng và rộng rãi, nhưng mà đó là con đường hẹp. Nhưng mà con đường hẹp thì dẫn đến sự sống, con đường rộng thì lại dẫn chúng ta sẽ gặp phải sự khó khăn và khủng hoảng. Chúng ta sẽ có những thời điểm chúng ta được Chúa cho phép để chúng ta trải nghiệm những cái sự thử thách ở trong đời sống tâm linh và đức tin của chúng ta. Ở trong Gia Cơ đoạn số 1 câu 2 cho đến câu 4, lời của sứ đồ Gia Cơ đã nói thế này: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ở đây lời của sứ đồ Gia Cơ ông nói rằng là chúng ta hãy xem cái sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta như là một điều vui mừng trọn vẹn. Và đây chính là một thái độ sống mà sứ đồ Gia Cơ ông đã truyền đạt lại cho những tín hữu là người tin Chúa. Khi đối diện với thử thách, khi đối diện với những sự khủng hoảng mà dường như nó không phải là tứ bề nữa mà là trăm bề, thì chúng ta cần phải xem cái điều đó như là một cái sự vui mừng. Có thể lời của Chúa dạy những cái điều mà chúng ta thấy nó ngược lại với cái xác thịt hoặc là cái cảm xúc tự nhiên của chúng ta. Đúng không quý bà chị em? Có ai thấy bão mà vui không? Có ai thấy những cái tai ương mà chúng ta đứng đó chúng ta vui mừng vỗ tay không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta được Chúa dạy một điều rằng là đằng sau cái sự thử thách trăm bề đó, nó lại là một cái kết quả xứng đáng cho những người trung tín theo Chúa. Theo Chúa đó là một cái con đường hay là một cái hành trình đầy những cái gian nan, những cái thử thách. Nhưng mà cứ sau mỗi lần mà chúng ta gặp những cái sự gian nan thử thách đó, thì chúng ta sẽ được Chúa tôi luyện và được trọn vẹn hơn. Đây là cách mà Chúa dùng để cho chúng ta được thăng tiến ở trong vương quốc của Chúa. Nó ngược lại với những nguyên tắc thông thường ở trong thế gian này. Những nguyên tắc thông thường ở trong thế gian này, một người thành công đó là một người sẽ cứ đi lên và đi lên, không gặp những sóng gió, tai ương, hoạn nạn. Nhưng mà đối với vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đọc từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy được cái cách mà Chúa Ngài cho con cái của Chúa đi lên ở trong ơn của Chúa. Đó là họ sẽ phải đối diện với những nan đề, những thử thách, những khủng hoảng trong cuộc sống của họ, để họ có thể được thăng cấp lên ở trong sự sức dầu của Ngài. Bởi vì trước khi mà Chúa Ngài ban ơn cho một người thì Ngài sẽ tìm cách để hạ họ xuống. Đây là một cái điều mà chúng ta là người theo Chúa chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó là khi chúng ta được ơn của Chúa thì không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta được Chúa Ngài cất nhắc chúng ta lên ở trong cái công việc hoặc là vị trí của chúng ta. Nhưng mà Chúa Ngài sẽ tìm cách để tôi luyện của chúng ta ngay từ những giây phút bắt đầu đó. Tôi đọc ở trong sách Các Vua, trong sách Samuel, tôi thấy rằng là khi mà David được sức dầu thì dân Philistine đã kéo đến để mà đánh David liền. Quý vị thấy không ạ? Ngay cái ngày mà vừa mới được sức dầu đó làm vua trên Israel, dân Israel đến sức dầu hai lần cho David, thì dân Philistine đã kéo đến để mà đánh David. Nhưng mà họ đánh không thắng được David, bởi vì có David là người tìm cầu Chúa. Rồi chúng ta thấy được có nhiều người họ được lời hứa của Chúa, như là
Joseph, Joseph ông nhận được một cái chiêm bao mang tính tiên tri rằng cuộc đời của ông sau này sẽ trở thành một nguồn phước, trở thành một người lãnh đạo vĩ đại. Nhưng mà thình lình một buổi sáng nọ, ông thức dậy, ông thấy mình ở dưới cái hố. Có bao giờ quý vị nhìn thấy cuộc đời của mình đối diện với những khủng hoảng giống như vậy không? Mà những khủng hoảng đó nó xuất hiện hoặc là nó xảy ra ngay sau khi chúng ta nhận được lời hứa của Chúa. Những khủng hoảng nó xảy ra ngay sau khi chúng ta dường như là được chúc phước, được sức dầu từ trong hội thánh. Buổi chiều nay chúng ta sẽ học cách làm thế nào để chúng ta có thể trải qua cái sự khủng hoảng. Từ trong tài chánh đến sức khỏe, hôn nhân gia đình, con cái và những mối quan hệ khác. Chúng ta thấy rằng là Chúa ngày dùng sự thử thách trăm bề thoạt đến để cho chúng ta được có một cái sự thử thách đức tin, và cái sự thử thách đức tin đó nó sẽ sanh ra cái sự nhịn nhục, và sự nhịn nhục nó sẽ làm trọn việc của nó để chúng ta được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Vậy thì cái mục đích cuối cùng của cái việc thử thách đó, đó là đem chúng ta đến cái chỗ chúng ta được trở nên trọn vẹn hơn, chúng ta trở nên một con người hoàn hảo, không thiếu thốn bất cứ điều gì hết. Chúa muốn chúng ta được trải nghiệm chính mình Ngài ở trong những thử thách và những khó khăn, đặc biệt là trong những sự khủng hoảng. Khi mà Gióp trải qua cái sự khủng hoảng ở trong cuộc sống của ông, thì ông đến cuối cùng ở trong sách Gióp đoạn số 42 câu 5 cho đến câu 6, ông nói thế này: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Cho nên tôi gớm ghê con người của tôi và tôi ăn năn ở trong tro bụi. Quý vị thấy không ạ? Trong sách Gióp đoạn 1 giới thiệu Gióp là một người như thế nào quý ông bà chị em? Công bình đúng không ạ? Trọn vẹn, không ai giống như Gióp hết. Ông là một người kính sợ Chúa. Ông giàu có, ông được phước lắm. Nhưng mà đến cuối cùng đó quý vị, sau 42 đoạn thì Gióp mới thú nhận với Chúa và với mọi người rằng là trước tôi chỉ có nghe đồn về Chúa thôi. Cho đến bây giờ nè, là sau khi tôi gặp hoạn nạn nè, tôi mới thấy được Chúa bằng mắt của mình. Quý vị thấy không? Sự khủng hoảng nó xảy ra là để chúng ta được thấy Chúa. Sự khủng hoảng nó xảy ra là để chúng ta được kinh nghiệm Chúa. Có nhiều con cái Chúa tin Chúa chỉ nghe đồn về Chúa thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nghe Chúa qua một sứ giảng thôi. Chúng ta chỉ nghe Chúa qua người này người kia nói rằng là ô, tôi được phước, tôi được may mắn lắm, rồi tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Rồi chúng ta cũng chỉ là nghe về sự tốt lành, sự nhân từ của Chúa thôi. Nhưng chúng ta vẫn chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, bổn tánh của Chúa, sự thanh tín của Chúa như thế nào trong đời sống của mình. Cho nên những sự khủng hoảng xảy ra là để chúng ta được đến gần với Chúa hơn, để chúng ta được trở nên giống như Chúa hơn. Điều đầu tiên chúng ta sẽ học về cách làm thế nào để chúng ta vượt qua khủng hoảng. Chúng ta hãy cùng với tôi, chúng ta mở ra ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 32. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 24 cho đến 32, chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện mà Gia-cốp đã vật lộn với một thiên sứ của Đức Chúa Trời ở tại Rạch Gia-bốc. Và Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 24 cho đến 32: và một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: tên ngươi là chi? Đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi: xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên cho đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẻo cẳng. Bởi cơ đó cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lỗ xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp nơi gân của bắp vế. Để hiểu được cái câu chuyện này,
Thưa quý mài chị em, chúng ta phải hiểu rằng là trong cái bối cảnh này, Gia-cốp ông đang đối diện với một cái nan đề cực kỳ lớn ở trong đời sống của ông. Đó là 20 năm về trước, Gia-cốp đã từng cướp lấy phước lành của Ê-sau là anh ruột của mình. Không phải là chỉ cướp một lần mà thôi, nhưng mà chính xác hơn đó là ông đã cướp tới 2 lần. Một lần là lừa lấy cái quyền trưởng nam của Ê-sau qua cái chén canh phản đậu. Lần thứ hai đó là lừa Ê-sau để lấy cái lời chúc phước của cha mình. Và sau 2 lần lừa anh của mình như vậy, thì Gia-cốp đã phải bỏ trốn ra khỏi nhà của mình để qua nhà cậu La-ban để trốn tránh tại đó. Và bây giờ sau 20 năm, những tưởng rằng là mọi chuyện trong quá khứ đó đã êm xuôi rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã khiến cho cái hoàn cảnh thay đổi. Gia-cốp bắt buộc phải rời khỏi nhà của La-ban để trở về quê hương của mình. Và Chúa khiến cho ông La-ban thì không còn ưa cái đứa cháu của mình nữa. Và Gia-cốp phải rời khỏi nhà La-ban. Nhưng mà khi rời khỏi nhà La-ban như vậy thì ông phải đối diện với ông anh ruột ở quê nhà của mình là Ê-sau. Và bây giờ Gia-cốp cảm thấy sợ. Bởi vì 20 năm về trước, Gia-cốp đã mắc nợ Ê-sau. Đúng không quý mài chị em? Mắc nợ một món nợ rất lớn. Đó là cướp đi phước lành, cướp đi cái quyền trưởng nam nữa. Quý vị ơi, cướp hai cái lận, hai thứ rất là quý giá trong thuộc linh. Phước lành và quyền trưởng nam, đó là những điều mà khiến cho một người có thể trở thành một người hưởng gia tài. Giả sử nếu tôi và chúng ta ở trong hoàn cảnh của Gia-cốp, quý vị hình dung với tôi nha. Ngày mai mình sẽ gặp cái ông anh mà trước đây mình đã từng lừa đảo ổng. Mình đã lấy đi mấy trăm tỷ của ổng. Tôi ví dụ như vậy, tài sản lúc đó có thể mấy trăm tỷ, mấy tỷ. Quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Thời nay trước khi chúng ta gặp cái người đó, chúng ta có thể điện thoại đúng không? Chúng ta có nghe được cái giọng nói hoặc là thái độ của người đó như thế nào? Và chúng ta có thể liệu cơm gấp mắm. Nếu mà người đó hung dữ quá, thái độ mà khó chịu quá, mình có thể mình lánh mặt, mình không dám gặp. Nhưng mà trong thời của Gia-cốp thì không có điện thoại gì hết. Chỉ biết một điều rằng là ngày mai mình mà bước tới cái chỗ đó, đó là mình sẽ gặp ngay thằng anh của mình, ngay cái người anh của mình. Và chắc chắn một điều rằng là mình sẽ phải trả lại cái món nợ ngày xưa mà mình đã mắc. Có thể là ông anh của mình, ông sẽ tức giận và sẽ giết mình, giết mình và vợ con của mình nữa. Cho nên Gia-cốp rất là sợ quý mài chị em. Trong cái đêm đó ông đã phải ở lại một mình ở trên núi, ngay tại Rạch Giá Bóc, và ông đã cầu nguyện về chuyện với Chúa. Ông cầu nguyện thống thiết đến nỗi mà ông dường như là vật lộn với Chúa qua hình trạng của một thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Và lúc đó thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy mình không vật lộn nổi với là Gia-cốp. Tại vì cái sự thống khổ và cảm xúc của Gia-cốp nó quá lớn đi. Chứ làm sao mà thiên sứ mà không vật lộn nổi với con người, đúng không quý mài chị em? Một thiên sứ của Đức Giê-hô-va có thể giết được 185 người lính của Assyri mà. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta một điều chúng ta cần phải hiểu, đó là cái nỗi thống khổ và cái cảm xúc dâng trào của Gia-cốp nó còn lớn hơn cả cái sức mạnh của một thiên sứ nữa. Và ông không để cho thiên sứ của Chúa rời khỏi. Và qua cái đêm đó thì Gia-cốp đã được Chúa thay đổi. Nhưng mà chúng ta hãy xem xét từng bước một cái quá trình mà Chúa thay đổi Gia-cốp ở trong cái sự vật lộn đó như thế nào. Người đó bèn nói: trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Lúc đó Gia-cốp đã có tài sản chưa quý mài chị em? Có rồi đúng không ạ? Ông đã kiếm được rất là nhiều bầy chiên, bầy súc vật ở tại nhà của La-ban cậu mình. Và tài sản của ông có thể là có nhiều lắm. Nhưng mà ông vẫn muốn được ban phước. Cái phước thật sự á, quý mài chị em, nó không nằm ở trong của cải tài chánh vật chất. Cái phước thật sự nó nằm ở trong cái chỗ tấm lòng của mình có bình an với Chúa hay không? Tâm lòng của mình có ngay thẳng và được Chúa ngài phù hộ thật sự hay không? Và cái điều đó là cái điều mà Gia-cốp ông tìm kiếm. Ông muốn được Chúa ban phước.
Bởi vì ông biết rằng là khi mà ông được Chúa ban phước thì cuộc đời ông được thay đổi, hoàn cảnh của ông được thay đổi, mọi cái điều lo lắng sợ hãi bất an ở trong ông cũng sẽ được thay đổi hết. Cho nên ông muốn được Chúa ban phước, Thế là thiên sứ đó hỏi rằng là tên ngươi là chi? Và Gia-cốp đáp rằng là tên tôi là Gia-cốp. Quý mà chị em ơi, cái từ Gia-cốp ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là kẻ nắm gót hay là kẻ tím vị. Quý vị thấy không? Trước khi mà Chúa ban phước cho Gia-cốp, Chúa hỏi cái tên của Gia-cốp là gì? Gia-cốp nói rằng là tôi là Gia-cốp. Tôi hỏi quý vị rằng là có phải là rằng là cái người thiên sứ ở đây, thiên sứ Đức Giê-hô-va ở đây không biết tên của ông là gì không? Mà phải hỏi tên của ông. Dĩ nhiên Chúa ngài biết tên rõ ràng đúng không ạ? Nhưng mà Chúa muốn cho ông xưng ra cái bản chất của ông là gì? Cái con người thật của ông là gì? Cái sự yếu đuối của ông ở trong quá khứ là gì? Những gì mà sai trật ông đã làm ở trong quá khứ đó, ông phải xưng nó ra. Lạy Chúa, con là một kẻ tiếm đoạt, con là kẻ lừa đảo, con là kẻ xấu xa, con cần có sự thương xót của Chúa. Quý mà chị em ơi, nếu chúng ta không ăn năn xưng nhận ra những gì chúng ta đã làm sai trật ở trong quá khứ ở trước mặt Chúa, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ có một sự thay đổi nào đâu quý mà chị em. Gia-cốp sẽ không thể được Chúa đổi tên và không thể trở thành một dân lớn sau này nếu mà ông không chịu xưng ra những gì mình đã lầm lỗi trong quá khứ. Và người lại nói tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, bởi vì ngươi có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Chúa ngài đã đổi từ Gia-cốp trở thành Israel. Israel đó là hoàng tử của Đức Chúa Trời, con trai của Đức Chúa Trời, hoàng tử của Đức Chúa Trời. Quý mà cha em ơi, Chúa thấy rằng là đây là một cái điều rất là thú vị ở trong lời của Chúa. Từ một kẻ tím vị lừa đảo trở thành một hoàng tử của Đức Chúa Trời. Làm sao xảy ra được như vậy quý mài chị em? Điều này chỉ có thể đến từ nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi mà tên của Gia-cốp được thay đổi như vậy, thì số phận của ông được thay đổi luôn quý mài chị em. Sáng hôm sau khi mà Gia-cốp tiến đến gặp Ê-sau, thì thay vì hai anh em sẽ cãi vã nhau hoặc là xung đột với nhau, nhưng mà họ đã ôm nhau, họ khóc quý mài chị em. Quý vị thấy lạ lùng không? Chúa ngài đã thay đổi tấm lòng và đời sống của Gia-cốp, và ngài đổi tên luôn cả Gia-cốp để ông được trở thành một người được phước của Chúa. Và khi ông được phước của Chúa thì những người xung quanh ông cũng sống hòa thuận với ông nữa. Ở trong Châm ngôn 16 câu 7 chép rằng là khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Cảm ơn Chúa, khi tánh hạnh của chúng ta, khi tấm lòng của chúng ta đẹp lòng Chúa đó quý vị, thì Chúa ngài cũng sẽ khiến cho những kẻ thù nghịch xung quanh của chúng ta hòa thuận với chúng ta hết. Những người đòi nợ chúng ta cũng sẽ hòa thuận với chúng ta nữa quý vị, tin không? Rồi tôi gặp mọi người nói, mục sư ơi, bây giờ em khủng hoảng quá mục sư ơi, bây giờ nợ nó dí quá mục sư ơi, em chỉ nghĩ tiêu cực, em thật sự không sống nổi mục sư ơi. Số tiền quá lớn, cả chục tỷ như vậy, làm sao mà em giải quyết được đây? Trước đây là một người cứ sốt sắng học lời Chúa, đi nhà thờ, thờ vượng Chúa, mọi sự đó trôi qua êm đềm như vậy. Thình lình đến một ngày nọ, thức dậy với một cái tin dữ đó là nhà mình bị vỡ nợ. Em trai này từ một người đang có mọi thứ trong tay, bây giờ dường như mất trắng hết. Và khủng hoảng vô cùng quý bà chị em. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi đã khích lệ người anh em này rằng là em hãy bình an, em hãy đến với Chúa, hãy nghiêm túc ngồi lại với Chúa và hãy tìm kiếm Chúa giống như Gia-cốp ở trong cái câu chuyện này. Mỗi khi con người chúng ta đối diện với khủng hoảng nào đó thì chúng ta thường hay có xu hướng đó là mình tìm đến với hội thánh, hoặc là tìm đến với mục sư, hoặc là tìm đến với người này người kia để giải quyết khủng hoảng của mình. Nhưng quý bà chị em ơi, mục sư hoặc là hội thánh chỉ giúp cho chúng ta trong sự cầu thay, hoặc là họ sẽ khích lệ chúng ta bằng lời của Chúa với cái mục đích đó là dẫn chúng ta đến gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và mỗi người chúng ta cần phải có một cái sự
chân thành với Chúa, chúng ta cần phải có một cuộc gặp gỡ với Chúa một cách nghiêm túc giống như Gia-cốp ở trong câu chuyện này, thì chúng ta mới được giải quyết khỏi những nan đề khủng hoảng của mình. Nhiều người khi gặp nợ nần ngày hôm nay đó quý vị, họ chạy khắp nơi, họ kêu cầu với mục sư này này, hội thánh nọ, và cứ trông mong rằng là con cái Chúa sẽ giúp đỡ cho mình, cho giải quyết khỏi nợ nần tài chánh. Xin hãy gom góp tôi người mấy trăm triệu, người tỷ để tôi giải quyết nan đề này. Quý vị ơi, đừng vội như vậy. Hãy bắt chước Gia-cốp ở đây. Hãy đến với Chúa và hãy tìm kiếm Chúa một cái hết lòng. Ở đây Gia-cốp ông đã cầu nguyện cho đến sáng đó quý vị. Tức là có một cái sự cầu nguyện, nó không phải chỉ là hời hợt 5-3 phút hoặc là chỉ là một vài tiếng mà thôi, nhưng mà là một cái sự cầu nguyện dốc đổ cả đêm đó quý vị. Khi chúng ta gặp nan đề nợ nần tài chánh, tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy cầu nguyện dường như rằng là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng trong đời quý vị còn sống, thì quý vị mới có thể gặp được Chúa ở trong cái nan đề của mình. Và nếu được, hãy kiên ăn cầu nguyện, khóc lóc tìm kiếm Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 chép rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa sẽ được mở. Và chúng ta thấy được ở trong cái câu chuyện của Gia-cốp vật lộn với thiên sứ, đây là một cái câu chuyện chúng ta có thể đọc lướt qua trong vòng có vài phút thôi, nhưng mà thật sự nếu chúng ta để cho cái câu chuyện này được ứng nghiệm trên đời sống của mình, chúng ta làm theo đúng từng bước một mà Gia-cốp trước đây đã từng làm, quý vị sẽ thật sự được phước và thấy được cái guồng máy của Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của mình bắt đầu nó có một cái sự chuyển động ở trong chương trình của Chúa. Chúa sẽ làm lạ lùng lắm quý vị. Khi quý vị bước ra khỏi cái sự cầu nguyện đó, quý vị sẽ cảm nhận được tội lỗi mình được tha, linh hồn mình được giải cứu ra khỏi mọi cái sự áp lực, căng thẳng, sợ hãi, mấy bế tắc mà ma quỷ và nan đề nó đem đến cho đời sống của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy được những cái gương mặt của những người mà họ thù ghét chúng ta, họ hăm hở ruột theo chúng ta để mà đòi nợ chúng ta, họ cũng sẽ thay đổi quý vị. Đây là cái điều mà chỉ có được khi chúng ta gặp được Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Cho nên rất là lâu sau này vua David đã nói rằng là phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình. Quý vị muốn được Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ quý vị không? Hãy noi theo tấm gương của Gia-cốp. Hãy cầu nguyện Chúa, tìm kiếm Chúa hết lòng. Bởi vì chỉ có quyền năng ở trong danh Chúa Jesus Christ mới có thể giải cứu chúng ta ra khỏi những khủng hoảng và bế tắc mà thôi. Khi mà nợ mà ví dụ vài trăm triệu mình có thể mượn người này kia được, nợ vài tỷ còn có thể mượn ngân hàng được, nhưng mà quý vị mà nợ mà lên tới 50 tỷ, ai sẽ giúp cho quý vị? Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng không có đủ tiền để cho quý vị mượn, nếu quý vị không chứng minh được khả năng trả nợ của mình. Lúc đó là chỉ có Chúa thôi quý vị mà cha. Chỉ có Chúa thương xót để can thiệp trong những cái người chủ nợ đó, họ sẽ giãn nợ cho quý vị để quý vị có thời gian để đi làm và kiếm tiền trả nợ sau này. Còn không thì chuyện gì đến sẽ đến, quý vị sẽ phải bỏ của chạy lấy người. Dĩ nhiên người ta sẽ không tha chúng ta đâu. Nợ vài chục tỷ, giang hồ họ cầm dao mã tấu rựa, đó là chuyện bình thường. Lúc đó mình chỉ có khôn ngoan nhất đó là bỏ chạy mà thôi. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có một cái điều phi thường hơn, đó là trước khi chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta gặp những người chủ nợ và họ cầm dao mã tấu để mà hù dọa chúng ta đó, chúng ta cần phải khôn ngoan đến với Chúa, khóc với Chúa. Chúa ơi, xin thương xót xót con. Hãy cầu nguyện dường như đó là cái ngày cuối cùng mình có thể cầu nguyện với Chúa. Nếu giả sử ai đó mà nhấn cái đầu quý vị xuống cái lu nước và quý vị không thể thở được, mà quý vị có một giây phút để mà ngẩng cái đầu lên để mình thở, quý vị sẽ thở như thế nào? Quý vị sẽ thở dường như là hết ga đúng không ạ? Để mình có cái hơi tiếp tục mình còn chịu đựng được sau đó. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho chúng ta có thể tận dụng được những cái phút giây quý báu đó để chúng ta kinh nghiệm được Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi cũng đã trải qua những khủng hoảng trong cuộc sống của tôi để tôi có được ngày hôm nay quý mà cha. Và tôi xin thưa quý vị rằng là trong suốt cuộc đời
40 năm tôi theo Chúa, chưa có một cái giây phút nào mà tôi gọi là bình an trước những cái sự bắn phá của ma quỷ hết. Luôn luôn có những nan đề xảy ra, từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, nan đề nhỏ cũng như nan đề lớn, rồi khủng hoảng nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau những khủng hoảng đó tôi học được những nguyên tắc mà Chúa Ngài chỉ dạy cho tôi. Và tôi thấy rằng là nếu một người không trải qua khủng hoảng, người đó sẽ không bao giờ trưởng thành được. Không bao giờ trưởng thành được quý vị. Một người mà theo Chúa mấy chục năm mà không bao giờ trải qua khủng hoảng, không bao giờ trải qua thử luyện, người đó chỉ mãi là một baby thuộc linh mà thôi. Nhưng những người họ đã trải qua thử luyện rồi, họ ra khỏi cái chỗ bóng chết rồi đó, những người đó có can đảm và sức mạnh phi thường. Những người đó có một cái tầm vóc rất là đặc biệt quý mài chen. Và chúng ta cần những người như vậy trong hội thánh của Chúa. Dù ít, nhưng mà chúng ta biết rằng là chỉ cần một vài người có bản lĩnh thôi ở trong thuộc linh, thì cả vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được phước và được thành công thịnh vượng. Cho nên quý mài chen ơi, khi cuộc sống của chúng ta theo Chúa mà gặp nhiều sóng gió thăng trầm khó khăn đó quý vị, đừng vội than phiền lầm bầm oán trách Chúa, nhưng mà hãy nhận biết trong sự khôn ngoan rằng là tôi là người yêu quý của Chúa, bởi vì Chúa muốn cho tôi được tôi luyện qua nhiều cái thăng trầm này. Đôi khi chúng ta bị cám dỗ, Chúa ơi, Chúa không thương con hay sao mà Chúa lúc nào cũng để cho con gặp nhiều cái hoạn nạn khó khăn quá. Tôi nói với quý vị rằng là một người lính giỏi của Chúa là phải trải qua tất cả những cái sự trải nghiệm, hay là trải qua tất cả những cái sự khó khăn, thử thách hết. Quý vị muốn được trở thành một người lính giỏi hay là một người lính bình thường? Tôi nói quý vị nghe nha. Một người lính tầm thường, một người lính gọi là ở dưới quyền của vị tướng đó, người đó chỉ suy nghĩ một điều rằng là tôi ra trận, làm sao tôi phải sống sót và tôi trở về với gia đình, với vợ con của mình. Bao nhiêu đó thôi đủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với một người tướng á, quý mà cho em, người đó không có suy nghĩ như vậy. Một người tướng khi ra trận suy nghĩ còn hơn cả một người lính nữa. Tức là tôi phải thắng cái trận này, tôi làm sao tôi sống, tôi thắng cái trận này. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà họ còn suy nghĩ rằng là tôi sẽ gây dựng sự nghiệp, và tôi sẽ có thể khuếch trương lực lượng của tôi sau này, và tôi chiến thắng được cả một trận chiến lớn. Quý vị thấy không ạ? Suy nghĩ giữa một người lính và một người tướng khác nhau hoàn toàn. Người lính là chỉ muốn tồn tại và sống sót mà thôi. Nhưng mà cái người tướng thì muốn không những chỉ tồn tại mà còn phát triển ra nhiều hơn nữa. Cho nên nếu quý vị là tướng của Chúa đó, quý vị sẽ thấy trong con người của mình nó có suy nghĩ như thế này nè. Khủng hoảng, được, tôi sẽ vượt qua được. Nhưng mà sau khủng hoảng tôi sẽ trở thành một người được phước nhiều hơn. Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm, tôi có thể chia sẻ những cái nguyên tắc giúp đỡ cho nhiều con cái Chúa sau này có thể vượt qua được những khủng hoảng giống như tôi. Quý vị thấy không ạ? Quý vị có thấy điều đó trong con người của mình không? Và khi quý vị đối diện với khủng hoảng, quý vị đừng có co rúm lại như thế này. Co rúm lại như vậy là sẽ càng chết nữa. Quý vị cần phải đưa cái đầu mình ra để xem coi cái cơn bão khủng hoảng đó nó đang thổi hướng nào. Nha, quý vị nếu mà đi biển rồi đó, quý vị sẽ thấy rằng là cái người mà thủy thủ á, người ta không bao giờ, người ta thấy bão người ta chui vô trong đó, nhưng mà người ta đứng ra ngoài, người ta xem coi hướng gió thổi hướng nào. Người ta phải xem coi là mình phải chèo chống làm sao để mình có thể lách qua cơn bão, mình có thể sống sót sau cơn bão đó. Và Chúa Giêsu Ngài chính là cái chỗ trú ẩn cho chúng ta mỗi khi chúng ta đối diện với cơn bão lớn, quý mà cho em. Vì Ngài là nơi bền vững cho những kẻ nghèo, là đồng lũy khi chúng ta gặp những sự khó khăn, thử thách thách. Khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão và sống qua tường thành, thì Chúa chính là nơi ẩn nấp trong lúc phong ba của chúng ta. Đừng sợ hãi, nhưng mà hãy vững tin nơi danh của Chúa. Dĩ nhiên khi bão đến sẽ có những người thiệt mạng, đúng không quý mài cho em? Khi cơn bão mà nó thổi qua một cái khu vực nào đó, chắc chắn sẽ có thiệt hại đó. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, khi đối diện với khủng hoảng, mình cần phải đo lường được cái mức độ của cái khủng hoảng đó nó lớn như thế nào.
Và hãy nhớ một điều rằng là khi khủng hoảng càng lớn thì chúng ta càng phải giữ cái tính mạng của mình càng kỹ nha. Chứ tôi thấy có nhiều người bị nợ nhiều quá, không lo cái mạng của mình mà cứ lo cái chuyện gì đâu không à. Tôi nói rằng là nếu cần thì cứ trốn không sao. Tại vì khi mình còn sống được thì mình còn có thể có thời gian và cơ hội để trả nợ sau này. Quý vị đừng có nghĩ rằng là trốn nợ đó là mình làm xấu danh Chúa. Không, nhiều khi giang hồ nó không tha mình đâu. Phải trốn. Chúa Giêsu còn nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 mà nếu lúc đó cái tai họa nó xảy ra ở trong nơi thánh đó, thì chúng ta ai ở trên núi đó, ai ở trong Giu-đê đó thì phải trốn lên núi, đúng không ạ? Phải trốn đi, phải giữ cái mạng sống của mình, rồi sau đó mình còn có thể tính sau những việc khác. Cho nên quý bà chị em ơi, bão gì hay là khủng hoảng gì đi chăng nữa, chúng ta phải giữ cái mạng của mình trước. Quý vị nhớ nha, đừng có thách thức nó là ôi có Chúa mà sợ gì mục sư, nó cầm dao cầm mã tấu đến em nhân danh Chúa là nó sẽ ngã hết. Quý vị ơi, đừng có thách thức ma quỷ, đừng thách thức những nan đề của chúng ta. Chúng ta có bản lĩnh, chúng ta có bản lĩnh, nhưng mà chúng ta đừng nên liều lĩnh. Có tín hiệu phản hồi rồi đúng không? Không biết là tôi đứng ở đây tôi giảng ở ngoài kia có nghe không mà anh ấy bấm còi vui quá. Dạ, chắc là bấm còi tín hiệu cho chủ nhà ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải sống có bản lĩnh, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ liều lĩnh cả quý mà cha. Liều lĩnh khác với bản lĩnh nha quý vị nha. Cho nên đây chúng ta thấy được là Gia-cốp ông đã đến cái chỗ cuối cùng của cuộc sống. Ông đã cầu nguyện dốc đổ và dường như là ông không còn có một lối thoát nào cho cái cuộc đời của mình cả. Ông cầu nguyện dường như là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của sinh mệnh mình. Cảm ơn Chúa, ông đã gặp được Chúa và Chúa đã thay đổi ông. Ông không còn đi với dáng vẻ của một Gia-cốp ngày xưa nữa, nhưng bây giờ ông đã đi theo một cái tư thế khác. Đúng mà ông đi Kinh Thánh nói rằng là sao ạ? Dạ, ông đi dẹo, đúng không ạ? Ở đây hình ảnh cho chúng ta hiểu được rằng là một người khi cầu nguyện và tan vỡ với Chúa, người đó có một cái dáng đi khác. Người mà chưa kinh nghiệm Chúa đó, chưa để cho Chúa xử lý cái tôi của mình đó quý vị, họ đi như thế này nè. Đi hiên ngang, lúc nào cũng ngó dây điện hết. Nhưng mà người mà đã gọi là được Chúa ngày thăm viếng, được Chúa đụng chạm mà đó, họ tan vỡ đó, họ không còn sĩ diện, không còn cái tự ái, không còn kiêu ngạo của cái tôi của nữa, thì họ bắt đầu họ khiêm nhường hơn. Họ không còn nhìn người khác với ánh mắt của sự coi thường nữa. Thậm chí là cái dáng vẻ của họ cũng phải đi thấp người và đi từng bước dẹo như vậy. Và Chúa ngài muốn đụng đến cái nơi mà mạnh nhất của chúng ta, đó là cái gân của chúng ta quý mài chàng. Đôi khi già mà cũng còn gân đó quý vị. Và Chúa phải đụng vào cái chỗ cái gân đó đó, để cho cái gân đó nó tan đi. Nó không còn cứng cổ, nó không còn cố chấp, nó không còn có những cái lương lẹo và những cái lừa gạt giống như Gia-cốp. Xin Chúa ngài thay đổi chúng ta. Amen. Chỉ có Chúa làm thôi quý mài cho em. Không có con người nào có thể làm được quý mài cho em. Chỉ có Chúa ngài mới làm được mà thôi. Ở trong OC đoạn 12 câu 4 cho đến câu 7. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình và đến tuổi trưởng thành có quyền nơi Đức Chúa Trời. Người có quyền hơn thiên sứ và được thắng, khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên và ấy là đó. Và ấy đó là nơi ngài phán cùng chúng ta, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Danh kỷ niệm ngài là Đức Giê-hô-va. Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi, giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Cảm ơn Chúa. Ở đây OC đã trích dẫn lại cái câu chuyện của Gia-cốp. Từ trong lòng mẹ thì Gia-cốp đã là một người nắm gót anh của mình rồi. Từ trong lòng mẹ là Gia-cốp đã có những ý tưởng của sự chiếm đoạt rồi.
Từ trong lòng mẹ là Gia-cốp đã là một con người của sự lừa đảo rồi quý vị. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mà Gia-cốp gặp Đức Chúa Trời tại Bê-tên thì cuộc đời ông được thay đổi. Những khủng hoảng mà Chúa cho phép nó xảy ra trong đời của Gia-cốp đó đã khiến cho Gia-cốp trở thành một con người khác. Gia-cốp trở thành một Israel của Chúa. Bởi vì thấy rằng là ở đây Kinh Thánh nói rằng là ông đã khóc lóc và khẩn cầu. Quý vị thấy không? Ở trong Sáng Thế Ký thì không có nói về cái việc là Gia-cốp vật lộn với Chúa khóc lóc như thế nào. Nhưng mà ở đây thì tiên tri Ô-sê nói với chúng ta rằng là ông đã thắng được thiên sứ và ông khóc lóc rồi ông khẩn cầu thiên sứ. Như vậy thì trong cái sự cầu nguyện mà dốc đổ hết lòng với Chúa đó quý vị, chúng ta cần phải có những giọt nước mắt thành khẩn. Cảm xúc không tạo nên đức tin, nhưng mà đức tin luôn luôn có cảm xúc thật. Không phải lúc nào chúng ta cầu nguyện với Chúa cũng chỉ là khóc lóc và nước mắt thì Chúa ngài mới nghe lời cầu xin của chúng ta. Bởi vì Chúa ngài nhìn thấy tấm lòng và đức tin của chúng ta trong sự cầu nguyện đó. Nước mắt đôi khi nó không thể chạm đến tấm lòng của Chúa nếu nước mắt đó không phải là nước mắt chân thành. Tôi thấy có những người họ cứ khóc hoài ở trước mặt Chúa, nhưng mà tội lỗi thì không ăn năn, không từ bỏ, chứng nào vẫn tật nấy. Nhưng mà có những người họ thật sự họ nghiêm túc ở trước mặt Chúa. Họ chỉ nói với Chúa: Chúa ơi, con xin ăn năn và từ bỏ cái việc đó ở trước mặt Chúa ngay từ ngày hôm nay. Và thế là họ thay đổi quý mà chưa. Không khóc lóc, nhưng mà họ nhận biết được tấm lòng của họ phải hạ xuống trước mặt Chúa. Họ phải thay đổi và từ bỏ những gì mà Chúa không đẹp lòng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sự cầu nguyện chân thật nó sẽ đem chúng ta đến với quyền năng biến đổi trong đời sống của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái sự khủng hoảng trong cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi mà mỗi người chúng ta đứng trước lời của Chúa buổi chiều hôm nay đó là: ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với những khủng hoảng gì ở trong đời sống của mình? Gia-cốp đã đối diện với khủng hoảng trong gia đình của ông, giữa ông với lại Ê-sau là anh của mình. Nhưng mà chúng ta có thể ngày hôm nay đang đối diện với khủng hoảng ở trong sức khỏe của mình. Chúng ta đang đối diện với lại một cái căn bệnh nan y nào đó mà bác sĩ có thể chê rồi, bác sĩ có thể từ bỏ rồi. Quý vị ơi, hãy hết lòng khóc lóc và tìm kiếm Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Chúa sẽ thương xót và Chúa sẽ chạm đến thân thể của chúng ta. Chúa sẽ chữa lành chúng ta qua đức tin của chúng ta quý mài chị em. Khi mà vua Ê-xê-chia ở trong Ê-sai đoạn 38 từ câu 1 với câu 6 được tiên tri Ê-sai báo tin rằng là ông sẽ lâm bệnh và gần chết, ông đã quay vào trong tường và ông khóc với Chúa. Ông nói với Chúa rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đoạn Ê-xê-chia khóc dầm dìa. Ông đã khóc dầm dìa như là một đứa trẻ quý mà cho em. Tôi xin Chúa ngài cho chúng ta có thể đối diện với lại những cái cơn bão của bệnh tật với một tấm lòng của Ê-xê-chia, với một cái sự biện luận với Chúa, nhắc lại cho Chúa về những cái điều mà mình đã từng làm vì cớ danh của Chúa trước đây. Chúa ơi, con là một người đã tin Chúa, con đã phục vụ trong nhà của Ngài, con làm biết bao nhiêu điều tốt lành cho nhà của Chúa, xin hãy nhớ đến những việc đó và thương xót con. Nếu con cái Chúa nào chúng ta đang nằm ở trên giường bệnh và chúng ta đang đối diện với những cái bệnh nan y mà không thuốc chữa, bác sĩ cũng chê rồi, quý vị ơi, hãy đến nói với Chúa giống như Ê-xê-chia ngày xưa. Và quý vị có thể chạm đến được tấm lòng đầy thương xót của Chúa. Chúa sẽ chữa lành cho quý vị khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn số 29 câu số 11, dạ, có ai có trước thì chúng ta đọc lớn lên cho mọi người cùng nhau nghe. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Dạ, amen. Như vậy thì chương trình của Chúa đó là chương trình của sự bình an, đúng không ạ? Không phải là tai họa, để chúng ta có thể bình an trong lúc cuối cùng của mình. Ở trong câu số 13, tôi sẽ đọc từ câu 12 cho đến câu 13 như thế này: bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cảm ơn Chúa.
Tuyệt vời quá, lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tìm kiếm Chúa mà hết lòng quý vị, chúng ta sẽ được Chúa cho phép chúng ta gặp được Ngài. Cho nên hãy bền lòng mà cầu nguyện. Hãy bền lòng mà cầu nguyện. Từ khi chúng ta mới cầu nguyện có 50 phút là chúng ta vội đi ra khỏi cái chỗ cầu nguyện. Và Chúa chưa kịp đáp lời cầu nguyện của chúng ta thì chúng ta đã không còn ở đó nữa. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho đến khi Chúa Ngài nhậm lời cầu xin của chúng ta. Tôi nhớ trong những năm đầu của chức vụ của tôi thì có những đêm tôi cầu nguyện tới 2-3 giờ sáng. Và có những đêm mà tôi liên tục tôi cầu nguyện như vậy đó. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi xin hãy cho con được nghe tiếng của Ngài, cho con được biết được chương trình của Ngài trên đời sống của con. Và khi mà tôi nghe được cái sự bày tỏ của Chúa ở trong một đêm nọ thì tôi cảm thấy lòng của tôi rất là bình an và nhẹ nhàng. Có những khi tôi muốn gục ngã và tôi không thể nào có thể tiếp tục được, thì tạ ơn Chúa, lời của Chúa đã đến để mà nâng đỡ tôi. Cho nên quý mài trẻ em ơi, hãy tìm kiếm Chúa hết lòng. Đừng tìm kiếm Chúa nửa vời. Đừng chơi trò chơi tôn giáo, đến nhà thờ cầu nguyện những lời cầu nguyện văn tự mà không có cảm xúc hoặc là không hết lòng với Chúa. Chúa nói rằng là dân này lấy mô miếng mà thờ kính ta, nhưng mà lòng chúng nó thì xa ta lắm. Quý vị thấy không à, Chúa Ngài có thể nhìn thấy tấm lòng cầu nguyện của chúng ta gần hay là xa với Chúa. Có thể con người nhìn thấy chúng ta cầu nguyện sốt sắng lắm, cầu nguyện mạnh mẽ lắm, nhưng mà tấm lòng của mình như thế nào, có gần với Chúa hay không mỗi ngày đó quý vị, Chúa Ngài biết hết. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những nan đề, những hoạn nạn, khổ đau trong đời sống của chúng ta qua sự cầu nguyện. Những khủng hoảng đó Chúa cho phép xảy ra để chúng ta đến gần với Chúa càng hơn. Ở trong những năm đầu chức vụ của tôi thì thật sự mà nói thì tôi gặp khủng hoảng nhiều nhất vẫn là vấn đề tài chính. Có những khi mà tôi mở cái tủ lạnh tôi ra là tôi nhìn thấy ở trong đó toàn là nước uống với lại những cái rau hoặc là những cái gia vị thôi, chứ không còn có một cái gì để ăn ở trong tủ lạnh của mình. Mà tạ ơn Chúa, trong những lúc mà khó khăn như vậy, không còn gì để ăn như vậy, thì tôi nhìn thấy cánh tay của Chúa Ngài phù trợ và giúp đỡ, Chúa tiếp trợ cho một cách lạ lùng. Dĩ nhiên tôi vẫn còn có thứ để ăn, đó là gạo, vẫn còn nước tương. Thì có những khi tôi ăn nước tương như vậy đó, cũng qua ngày thôi, nhưng qua ngày hôm sau thì Chúa tiếp trợ cho. Có những khi tôi phục vụ Chúa và tôi thấy sao mình thê thảm quá. Có một ngày kia tôi nhìn thấy mình sao mà đáng thương quá, hầu vì Chúa sao nghèo thiếu quá. Và tôi được thay đổi qua một ý nghĩ từ nơi lời của Chúa, rằng là con cần phải sống giống như Chúa Giê-xu. Bởi vì con là người phục vụ Chúa, con cần phải sống giống như Chúa Giê-xu thì con mới làm sáng danh Chúa được. Ngay lập tức tôi nói với Chúa, amen, con giống như Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là một đấng nghèo khổ, Chúa Giê-xu không có chỗ để gối đầu. Chúa Giê-xu Ngài là một người rất là bần hàn. Ngài sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Ngài là một đấng nghèo rách rưới. Thế là Chúa nói với tôi ngay lập tức, đó là một cái tư tưởng vô cùng sai trật. Tôi nói với Chúa, sao vậy Chúa? Và Chúa bày tỏ với tôi rằng là từ lúc mà Chúa Giê-xu Ngài sinh ra cho đến khi mà Chúa Giê-xu Ngài chết đi thì Chúa Giê-xu Ngài sống như là một người hoàng tử. Tôi nói, wow, vậy hả Chúa? Vậy xin Chúa hãy bày tỏ với con trong lời của Ngài là cuộc đời của Chúa Giê-xu giàu có thế nào. Và Chúa Ngài dẫn dắt tôi từ Ma-thi-ơ rằng là khi mà Chúa Giê-xu được sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ đó thì có những bác sĩ ở Đông Phương đem đến cho Chúa Giê-xu ba lễ vật, đúng không ạ? Nào là vàng, nhũ hương, một dược. Nhờ ba lễ vật đó mà gia đình của Chúa Giê-xu sau đó đã đi qua Ai Cập, là Ai Cập, để mà trốn tránh vua Herod tại đó. Nào hãy cùng hình dung với tôi nha. Một gia đình với ba người, hai vợ chồng, một đứa nhỏ đi qua nước ngoài cần bao nhiêu tiền? Theo mệnh giá hiện tại bây giờ, nhiều tiền đúng không? Đi máy bay, tiền vé máy bay có thể lên cả hàng chục triệu. Từ Israel mà xuống Egypto, quý vị, giống như là từ Việt Nam mà qua Malaysia vậy đó. Khoảng cách nó cũng ngang ngửa như vậy. Và để đi máy bay, hai vợ chồng với một đứa nhỏ,
ít nhất phải tốn 10 triệu. Tôi nói ít nhất nha, chứ chưa nói là ghế hạng sang hay là thương gia gì hết. Rồi đâu có phải là qua đó không ăn uống hoặc là không chi xài gì đâu, đúng không ạ? Kinh Thánh nói rằng là họ ở bên đó một thời gian, có thể là vài tháng hoặc là vài năm, rồi sau đó vua Herod ổng băng hà thì hai vợ chồng cùng với Chúa Giêsu mới trở về Nazareth. Vậy thì trong cái thời gian đó họ phải ở Ai Cập, tức là ở nước ngoài đó, và họ có tiền để mà chi tiêu qua ba cái món quà đó. Mình thấy không? Vàng, nhũ hương, một dược. Tôi nghĩ rằng là họ dâng chắc một hộp nhỏ, đúng không ạ? Chứ không phải là đưa mấy chỉ vàng bình thường đâu quý vị. Họ đưa cái hộp lớn, có thể là cái chục cây vàng ở trong đó. Cho nên khi Chúa Giêsu được sinh ra là Chúa Giêsu đã giàu rồi, Chúa Giêsu đi nước ngoài rồi, đúng không ạ? Còn nữa, Chúa Giêsu có cái nhà rất là lớn ở tại Capernaum, đúng không? Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu vào trong nhà của Ngài tại Capernaum và Chúa Giêsu giảng ở tại đó. Rồi Chúa Giêsu đã từng đi cái con lừa tốt nhất và chưa từng có người cưỡi. Đó chính là cái xe mới. Con lừa trong thời Chúa Giêsu đó là cái xe ngày nay đó quý vị. Tức là xe chưa qua sử dụng, cái xe mới nhất luôn. Và Chúa Giêsu ngày cưỡi trên cái con lừa đó. Rồi khi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, thì cái áo của Chúa đó, Kinh Thánh nói là cái áo đó là cái áo không có một đường may. Và cái áo đó có giá trị đến nỗi mà những tên lính đó nói rằng là đừng có xé ra, nhưng mà chúng ta hãy bắt thăm xem có ai được cái áo đó. Và theo như các sử gia thì họ nói rằng là cái áo mà người ta bắt thăm á, những người lính bắt thăm á, cái áo đó là cái áo choàng dài giống như là chiếc áo của một thầy tế lễ thượng phẩm mặc. Cho nên cái điều đó là hình bóng cho việc Chúa Giêsu, Ngài là một thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài chỉ hy sinh thương khó cho con người như là một thầy tế lễ thượng phẩm. Và cái áo đó đắt tiền lắm quý vị. Chỉ có những thầy tế lễ thượng phẩm hoặc là những người giàu có mới có chiếc áo dài không có vết may. Cho nên người ta mới phải bắt thăm. À, Chúa Giêsu Ngài bận cái áo là đắt tiền, chứ không phải là cái áo một vài triệu như chúng ta ngày hôm nay đâu quý mà chứ em. Có thể là hàng chục triệu đó. Rồi khi mà Chúa Giêsu Ngài chết ở trong phần mộ, thì cái phần mộ đó Kinh Thánh nói rằng là của người nhà giàu, của Joseph Arimathe, là cái người giàu có. Chúa Giêsu không chết ở trong cái chỗ nghèo hèn, đúng không quý mài cho em? Nhưng mà Chúa Giêsu được chôn ở trong cái phần mộ của Joseph Arimathe. Giả sử bây giờ quý vị hình dung với tôi, người thân của mình chết mà được chôn ở trong cái phần mộ của cái mộ phần của ông chủ tịch của tỉnh này, quý vị thấy tự hào không? Tự hào chứ, đúng không ạ? Một người giàu có chức có quyền. Như vậy thì từ khi mà Chúa Giêsu được sinh ra cho đến khi Chúa Giêsu chết đi, thì cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời của sự giàu có và sáng trọng, chứ không phải là nghèo hèn đâu. Dĩ nhiên có một giây phút khi Chúa Giêsu vào trong thành Samari, đi ngang qua xứ Samari, thì dân xứ Samari đã không tiếp đón Chúa. Và Chúa ngay lúc đó Ngài nói rằng là con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Tức là Chúa Giêsu đang nói rằng là cái đêm đó Chúa Giêsu không có chỗ ngủ. Chứ không phải Chúa Giêsu nói rằng là cuộc đời của Ngài là lúc nào cũng không có chỗ để ngủ, không có chỗ để gối đầu. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta theo Chúa, đặc biệt là tấm gương của Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải là người được phước, một người giàu có thật sự trong ý muốn của Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chính mình và cũng như cho hội thánh của chúng ta sẽ được phước và được thịnh vượng. Để người ngoài người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy rằng là từ mục sư cho đến tín đồ trong hội thánh này, ai cũng được giàu có thịnh vượng hết. Tôi đã từng nghe thế này nè. Có một người đạo Phật, người ta nói rằng là tôi không tin Chúa đâu. Tại vì tôi thấy ông mục sư đó ông khổ quá. Tín đồ gì đâu mà đi xe đạp rồi ở nhà thuê nhà mướn không, nợ nần đầy đầu. Thôi tôi không tin Chúa đâu. Tôi bên Phật á hả, là tôi còn có đồng ra đồng vô, tôi còn có chỗ kinh doanh này kia. Còn mấy người bên Chúa toàn là nghèo khổ rách rưới không. Ông mục sư bận cái áo mà thấy cái vết sờn rách ở trên cổ của ông nữa. Thôi tôi không tin Chúa. Tôi đã từng nghe như vậy quý vị.
Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho thánh của chúng ta được phước để chúng ta trở thành nguồn sáng cho những người xung quanh của chúng ta, từ thuộc linh cho đến thuộc thể, quý vị ơi. Amen. Và thêm một điều nữa, đó là con cái Chúa chúng ta đừng đánh giá nhau qua hình thức bên ngoài. Nha quý vị nghe. Đừng cực đoan đến nỗi mà xét đoán cho rằng là chỉ có những người được phước thì mới đi xe đẹp, chỉ có những người được phước mới ở nhà cao cửa rộng, chỉ có những người được phước thì mới ăn bận sang trọng sáng láng thế này, còn mấy người mà nghèo thiếu rách rưới là không được phước. Quý vị ơi, đừng đánh giá phước hạnh của nhau qua những giá trị tài sản vật chất. Có một sư kia, ông đi mưa rồi cơ thể hơi mệt, đi mưa đi nắng thường xuyên hơi mệt, cho nên là có ngày kia ổng bị ho. Cái tín đồ dưới nói ông mục sư của mình ổng không được phước, ổng bị rủa xả cho nên ổng bị bệnh. Thấy chưa, tôi tới của Chúa mà hầu vì Chúa là Chúa phải cho thân thể sức khỏe cường tráng chứ, ho hen như vậy là không có quyền năng, không có ơn. Nhưng mà cũng ông mục sư đó, khi mà ổng đi chiếc xe Camry mà 2,2 tỷ, Chúa ban phước cho ổng mà ổng đi xe Camry 2,2 tỷ vào trong hội thánh, ổng cũng ho. Cái tín đồ đó, mục sư có khỏe không, mục sư uống thuốc chưa, mục sư, ô sao tội nghiệp mục sư quá vậy, mục sư hầu việc Chúa khổ quá mục sư. Cũng cùng một người, nhưng mà nếu người đó đi xe đạp vào trong hội thánh đó mà ho đó thì người ta nói là ông này không được phước. Cũng ông đó, nếu ông đi chiếc 2,2 tỷ vào trong hội thánh, ông ho cũng vậy luôn, nhưng mà người ta nịnh, người ta hú. Điều này xảy ra rất là nhiều quý vị ơi. Khi ông mục sư mà ông nghèo đó, người ta coi thường ông. Nhưng mà khi mà ông giàu, ông mua vàng á, có người tới mượn tiền ông. Lạ lắm. Mà không cho đó thì người ta nói ông mục sư này keo. Mà khi mà ông nghèo đó quý vị, ông không có cái gì để ăn, không có cái gì để mua, thì người ta nói là ông này ông nghèo, ông bị rủa xả nè. Ồ, tôi thấy cái điều này đau lòng quý vị. Thực tế tôi nhìn thấy ông mục sư đó quý vị ơi. Và nhân sự của mục sư đó nói với tôi, mục sư ơi, mục sư thấy không, hầu vì Chúa khổ quá. Nghèo thì bị khinh, mà giàu thì người ta tới người ta mượn tiền. Mà không cho mượn thì người ta nói là ông mục sư này keo. Bây giờ phải làm sao đây? Thì tôi nói bây giờ ông mục sư đó mà mua vàng thì cứ im lặng mà mua, đừng có cho ai biết hết. Nhưng mà khổ với quê á, là cái chuyện gì người ta cũng biết hết á. Ông lén, ông ra ngoài thị trấn, ông mua vàng rồi vậy cũng có người thấy. Ông mục sư hôm đó ông đi vô trong cái tiệm vàng ông mua, rồi tới cái chỗ tiệm vàng nó hỏi chủ tiệm vàng là mua bao nhiêu cây thì đâu có giấu được. Và cho nên rất là nhiều cái chuyện mà khó nói. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa. Dạ, chúng ta trở lại với lời của Chúa. Để chúng ta có được những nguyên tắc vượt qua khủng hoảng, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta cần phải cầu nguyện một cách hết lòng. Ở trong Thi Thiên đoạn 120 câu 1 chép rằng là: trong cơn giăng truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, ngài bèn đáp lời tôi. Thi Thiên đoạn 107 câu 6: bấy giờ trong cơn giăng truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Vậy thì khi chúng ta đối diện với khủng hoảng thì điều đầu tiên chúng ta nên làm, đó là chúng ta hãy kêu cầu Chúa. Hãy kêu cầu Chúa. Điều thứ hai, đó là chúng ta hãy nắm chặt lấy lời hứa của Chúa trong đức tin. Hebrew đoạn 10 câu số 23 chép rằng là: hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Khi chúng ta đối diện với khủng hoảng, hãy nắm chặt lấy lời hứa của Chúa với mà cha. Đừng để cho đức tin của chúng ta bị lay động, nhưng mà hãy cố gắng học thuộc lòng những câu kinh thánh mang tính chất là lời hứa tiên tri cho đời sống của chúng ta. Và những lời hứa tiên tri đó giống như là những ngọn đèn hải đăng để giữ cho cuộc đời của chúng ta đi đúng hướng, để chúng ta không bị chệch hướng trong những cơn bão dường như là nó mù mịt và chúng ta không còn thấy lối đi được. Thì những cái câu kinh thánh đó nó sẽ giống như là những cái kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta trong những cơn bão khủng hoảng.
Và điều thứ ba là hãy tiếp tục bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa một cách hăng hái. Ở trong Roma đoạn số 12 câu 11 chép rằng là hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu về Chúa. Khi quý vị đối diện với cơn bão về nợ nần tài chánh, quý vị ơi đừng có ngồi đó để mà than thân trách phận, hoặc là mình chỉ có suốt ngày trùm mền khóc lóc với Chúa mà thôi. Nhưng mà hãy siêng năng, hãy có một cái ý tưởng nào đó, hãy cầu nguyện xin Chúa để cho con có một sự bày tỏ, một sự mặc khải của Chúa, để con biết được cái công việc gì con làm để con có thể trả nợ. Thêm một điều mà tôi muốn nhắc nhở cho con cái Chúa, khi chúng ta bị mắc nợ, đó là chúng ta đừng bao giờ có ý tưởng là chúng ta quỵt nợ hoặc là chúng ta không trả. Ở trong Roma đoạn 13 câu số 8, lời của Chúa nói rằng là đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về tình yêu thương mà thôi. Như vậy thì có thể khi chúng ta bị mắc nợ, chúng ta có thể một thời gian chúng ta tạm tránh mặt những người chủ nợ, bởi vì chúng ta rơi vào trong cái chỗ bế tắc. Nhưng mà đừng bao giờ suy nghĩ rằng là tôi sẽ không trả nợ. Nhưng mà mình cần phải tìm cách để có cái công việc nào đó mới, và qua cái công việc đó mà chúng ta có thể trả được vốn và lời. Được không quý mài chen? Dạ. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta có một sự hăng hái, siêng năng và tích cực để chúng ta có thể trả nợ, để chúng ta có thể giải quyết được những cái món nợ từ trong vật chất cho đến tinh thần. Đôi khi có những cái món nợ nó không phải là tài chánh mà thôi, nhưng mà là món nợ của một cái sự tổn thương nào đó mà chúng ta cần phải trả bằng lời xin lỗi. Hoặc là có những cái gì mà chúng ta bấy lâu qua chúng ta chưa có làm hết cái phần trách nhiệm và bổn phận của chúng ta với người thân yêu ở trong gia đình, thì xin Chúa cho chúng ta có thể trả được hết tất cả những món nợ đó. Và chúng ta sẽ thấy cái cơn khủng hoảng, cái cơn bão đó nó sẽ trôi qua rất là dễ dàng. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta luôn luôn có thể bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa một cách hăng hái. Đừng để cho cơn bão nó đánh mất đi cái sự nhiệt huyết, sự vui mừng và phước hạnh ở trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nhưng mà hãy tin tưởng một điều rằng là sau cơn bão này tôi sẽ được Chúa Ngài cất nhắc lên ở vị trí cao hơn. Sau cơn bão này tôi sẽ trở thành một con người mới, mọi sự cũ qua đi và tất cả mọi sự được trở nên mới. Mà hãy nhắn nhủ bản thân mình rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ không bao giờ là nạn nhân của cơn bão này, và tôi sẽ không bao giờ bỏ mạng ở trong cơn bão này. Đôi khi chúng ta tiêu cực đến nỗi mà chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ chết, hoặc là mình muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Và điều tôi học được ở trong những cái khủng hoảng của tôi, đó là tôi không bao giờ tôi mở miệng ra rủa xả bản thân mình. Tôi không bao giờ mở miệng ra nói những lời bi quan hoặc là tiêu cực. Có thể mình bị cám dỗ bởi những suy nghĩ đó, nhưng mà quý vị đừng bao giờ nói theo những cái suy nghĩ tiêu cực đến từ ma quỷ. Bởi vì Chúa Ngài nói rằng là ta sẽ đãi các ngươi tùy theo những lời mà ta nghe miệng các ngươi nói ra. Quý mà chàng, khi khủng hoảng nó xảy ra, nói Chúa ơi con muốn chết, kiểu này con không chịu nổi. Quý vị ơi đừng bao giờ nói, đừng chia sẻ điều đó cho bất cứ ai, dù là vợ hoặc là chồng hoặc là cái người thân yêu nhất của mình. Bởi vì có một kẻ nó luôn luôn rình rập và nó xem những tin nhắn hoặc là những cái lời nói của chúng ta, và nó sẽ kiện cáo chúng ta đó quý vị. Cho nên hãy nói lời chúc phước trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi sẽ vượt qua được cái cơn bão này. Amen. Tôi sẽ vượt qua được cái khủng hoảng này. Tôi sẽ chiến thắng và tôi sẽ trả nợ được trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúa sẽ ban phước cho mọi việc mà tay tôi làm, sẽ phước được thành công. Và khi quý vị được phước đó, Chúa sẽ ban phước cho quý vị lạ lùng lắm. Có một người kia bị nợ vài trăm triệu, nhưng mà tin Chúa thì Chúa Ngài ban phước cho cái vườn cam ở nhà của mình. Trước đây thì nó cũng ra trái bình thường thôi, nhưng mà kể từ khi mà người chị em này tin Chúa thì Chúa ban phước cho cái vườn cam đó, nó sum xuê nảy nở và nó ra những cái trái ngon, trái ngọt, ngon nhất luôn quý vị ơi. Và sau đó người đó có thể bán cái cam của mình với giá cao và có thể trả nợ được số tiền vài trăm triệu đó chỉ trong một thời gian ngắn. Quý vị thấy không ạ? Chúa có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái cơn khủng hoảng về nợ nần tài chánh qua cái công việc hoặc là qua những gì chúng ta đang có. Rất là hiếm khi mà Chúa Ngài sai một tỷ phú hoặc là một triệu phú nào đó đến để giúp đỡ chúng ta trong vấn đề tài chánh nợ nần. Nhưng mà Chúa thường hay ban phước cho những gì chúng ta đang có.
Nếu quý vị không tin tôi, quý vị có thể xem cái câu chuyện của người đàn bà quá ở Sarepta đó. Quý vị thấy được điều đó, đúng không ạ? Chúa ngài sai một tôi tớ của Chúa là tiên tri Eli đến nhà đàn bà quá đó. Và khi Chúa ban phước thì Chúa ban phước sao quý vị? Có đại gia nào đến cho tiền mà này không? Không. Chúa ban phước cho cái thùng đựng bột và cái vò đựng dầu của bà này. Tự nhiên trong đó không ai đụng đến hết. Nhưng mà cứ mỗi ngày bột và dầu nó cứ gia tăng lên. Cứ mở nắp ra là thấy đầy trong đó. Quý vị thấy không? Khi Chúa ban phước, Chúa làm phép lạ đó, là Chúa khiến cho những cái tài vật ở trong nhà của chúng ta nó được phước. Cho nên hãy cầu nguyện: Chúa ơi, những gì con có Chúa có thể dùng đủ mọi thứ. Chúa có thể ban phước cho tủ lạnh của con, Chúa có thể ban phước cho bóp tiền của con, tài khoản ngân hàng của con, nó sẽ được phước của Chúa. Cái công việc của con bình thường bán buôn không được, ế ẩm suốt ngày, nhưng mà con tin rằng khi Chúa ban phước, Chúa sẽ khiến cho doanh số bán hàng của con nó sẽ được gia tăng một cách lạ lùng và siêu nhiên trong danh Chúa Giêsu Christ. Có những khách hàng mà dường như nhiều năm rồi, nhiều tháng rồi họ không liên hệ với mình, nhưng mà Chúa khi hành động, ngài sẽ khiến cho những người đó tìm đến với mình và mình sẽ bán được. Hãy chúc phước cho công việc của chúng ta, quý mà cha. Đừng nói những lời rủa xả, đừng nói những lời cay đắng trên công việc của chúng ta, trên gia đình, trên những gì chúng ta đang có. Hãy chúc phước, đừng rủa xả. Bởi vì có đó mà Chúa gọi chúng ta đến với sự phước lành của ngài. Amen. Tôi xin Chúa ban phước cho quý mà chị em, nhất là những ông bà chị em chúng ta đang theo dõi chương trình này từ xa, tại nhà chúng ta. Xin Chúa ngài thăm viếng và ngài rời chạm đến đời sống của chúng ta, nhất là tấm lòng của chúng ta, để khi chúng ta đối diện với cơn bão, khủng hoảng, chúng ta sẽ biết được chúng ta phải làm gì. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể tìm gặp được Đức Chúa Trời của Gia-cốp ở trong đời sống của chúng ta. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Gia-cốp ở cùng với quý vị và không bỏ quên nước mắt và lời cầu khẩn từ đáy lòng của quý vị. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua bất cứ một con người nào khi chúng ta theo dõi bài giảng này ở tại đây và cũng như ở tại nhà của chúng ta. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả chúng ta sẽ nhận được phước và câu trả lời của Chúa trong đúng thời điểm của Chúa. Chúa có thời điểm dành cho mỗi đời sống con người chúng ta. Có những khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ngài giải quyết cho chúng ta ngay, như là Gia-cốp. Ông vừa mới cầu nguyện với Chúa buổi tối hôm đó là sang ngày hôm sau là ông đã được giải quyết nan đề của mình. Nhưng cũng có những khi Chúa muốn cho chúng ta được tôi luyện giống như một David của Chúa. 13 năm trốn chạy vua Sau-lơ ở trong đồng vắng. Nhưng mà trong 13 năm đó, David đã học được rất là nhiều điều mà Chúa dạy cho ông ở trong đồng vắng. Amen. Có những nan đề Chúa giải quyết rất là nhanh, nhưng mà cũng có những nan đề Chúa ngài cần có thời gian để tôi luyện chúng ta nhiều hơn. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhớ đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, cho con cảm ơn ngài vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con cần phải tin cậy Chúa, chúng con cần phải bám chặt lấy ngài ở trong những cái cơn khủng hoảng, trong những cơn bão mà chúng con đang đối diện trong đời sống của chúng con. Có thể ai đó trong chúng con đang đối diện với cơn bão về sức khỏe, bệnh tật. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, xin thần của sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời ngài đến rời chạm đến tâm lòng của chúng con, rời chạm đến thân thể của chúng con. Ngài chữa lành cho những nỗi đau trong đời sống của chúng con, từ những tổn thương trong cảm xúc tình cảm cho đến những tổn thương ở trong thân thể của chúng con. Xin Chúa Jesus Christ là đấng chữa lành, xin ngài chạm đến thân thể của chúng con giờ phút này. Ngài chữa lành chúng con bởi lằn đòn của Chúa Jesus đã chịu mà thân thể của chúng con được Chúa chữa lành. Chúa ơi, xin Chúa ngài quỷ phá đi tất cả những bệnh tật, tất cả những công việc của ma quỷ cướp giết quỷ diệt khiến cho sức khỏe chúng con, thân thể của chúng con bị hao mòn trong những ngày vừa qua. Trong danh Đức Chúa Jesus, những cái sự rủa xả và bệnh tật nó phải rời xa khỏi đời sống chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Nếu ai chúng con đang đối diện với khủng hoảng về tài chánh nợ nần, lạy Chúa, xin Chúa thương xót và giải cứu chúng con ra khỏi tất cả những gánh nặng về tài chánh đó. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, xin thần của Chúa là thần linh của sự giàu có thịnh vượng, xin ngài đến và chữa lành cho tài chánh của chúng con. Những tà linh nợ nần nghèo thiếu nó phải rời xa khỏi đời sống của chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Nó phải rời xa khỏi gia đình của chúng con nữa, Chúa ơi, để chúng con được kinh nghiệm sự giải thoát một cách siêu nhiên, một cách tuyệt vời ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài vì ngài luôn ở cùng với chúng con và ngài không bao giờ bỏ rơi chúng con trong những nan đề, trong những khó khăn khủng hoảng của chúng con. Chúng con xin Chúa ngài cũng dạy dỗ mọi người chúng con để chúng con biết rằng là sau những khi chúng con đối diện với khủng hoảng thì chúng con sẽ được trở nên một vị tướng, trở thành một người đầy can đảm và bản lĩnh để chúng con có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả sau này ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con được tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa và có thể đương đầu với là những cơn bão, những khủng hoảng ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa kể đi cùng với chúng con để chúng con có thể cùng với Ngài có thể vượt qua được những cơn bão đó, vượt qua được những sự khủng hoảng đó, và chúng con sẽ thấy được bầu trời được rộng mở trên đời sống của chúng con. Chúng con sẽ không bị tiêu diệt ở trong những cơn khủng hoảng, nhưng mà chúng con sẽ được phước của Chúa sau khi chúng con vượt qua được cơn khủng hoảng đó. Còn cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài tôi luyện chúng con mỗi người giống như là Gia-cốp, giống như là những Gióp, như là những David, như là những Daniel của Ngài, để chúng con có thể vượt thắng được tất cả những nan đề, những áp lực, những khủng hoảng trong cuộc sống của chúng con mà Chúa cho phép. Còn cảm ơn Ngài vì Chúa luôn tốt lành cho đời sống của chúng con. Chúng con xin dâng hội thánh của Chúa và tất cả con cái Chúa buổi chiều nay trong bàn tay của Cha. Nguyện xin Cha Ngài tiếp tục bồng ẩm chúng con và dẫn dắt chúng con từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.